Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị, nơi mình chia sẻ những câu chuyện về bản thân trên con đường chinh phục tiếng Nhật và trưởng thành. Trong những bài review lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về các vòng tròn để tìm ra được việc mình muốn làm nhất. Khi bước đến vòng tròn đầu tiên, điều gì thực sự quan trọng với bạn? Các bạn đã tìm ra được những giá trị quan của mình thông qua 5 câu hỏi, cũng như sắp xếp và tổng hợp chúng thành một sơ đồ, tìm ra được hướng đi của mình trong tương lai khi mà muốn xây dựng một sự nghiệp, tìm ra được việc mình muốn làm nhất. Trong bài review ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với vòng tròn thứ hai, đi tìm ra những thứ mà bạn giỏi. Trong tiếng Nhật được định nghĩa là Tokoi Nakuto. Trước khi đi vào chi tiết của phần review này, chúng ta hãy cùng xem xem định nghĩa Tokoi Toko nghĩa là gì, hay điểm mạnh thứ bạn giỏi ở đây được định nghĩa ra sao trong cuốn sách này. Thứ bạn giỏi là những suy nghĩ, cảm xúc hay hành động vô thức mà bạn có thể sử dụng để tạo ra được thành quả. Hay nói một cách đơn giản hơn, thứ bạn giỏi giống như kiểu thói quen vậy. Tài năng thể thao hay tài năng âm nhạc không phải là cái gì đó quá lấp lánh mà đơn giản nó chỉ là việc bạn có thể làm một cách tự nhiên trong vô thức ví dụ như bạn luôn quan sát mọi người bạn luôn hành động ngay khi nghĩ ra hay bạn luôn suy nghĩ tới những tâm trạng của người khác luôn nghĩ cách làm thế nào để thắng trong mọi cuộc đấu hay luôn nghĩ xem làm thế nào để khiến cho người khác cười những thói quen tâm trí như vậy chính là thứ bạn giỏi điểm mấu chốt ở đây chính là đối với bạn nó là vô thức vì là những điều quan trọng bạn làm trong vô thức nên rất khó để nhận ra chúng ta hãy thử thay đổi cách làm một chút đó là từ nỗ lực thay đổi bản thân thành nỗ lực phát huy bản thân điều quan trọng không phải là bắt chiếc cách sử dụng điểm mạnh của một ai đó mà hãy học cách chiến thắng mà chỉ bản thân mình mới có thể sử dụng được hãy tạo ra bản hướng dẫn sử dụng của riêng mình nếu như bạn sở hữu chúng thì những ngày mệt mỏi uể oải sẽ biến mất và độ khó chiến lược trong trò chơi cuộc đời sẽ giảm xuống một cách đáng kể dù bạn có đọc nhiều sách phát triển bản thân đến mấy thì cũng không thể nào tìm ra được bản hướng dẫn sử dụng này bởi nó đang ngủ yên trong những kinh nghiệm của bạn từ trước đến nay. Nếu như bạn đang chỉ nghĩ rằng mình chỉ toàn điểm yếu thì đó cũng chính là cơ hội. Bản thân thứ bạn giỏi hay tài năng chỉ đơn thuần là thói quen mà thôi. Vì nó là thói quen nên nó không tốt cũng chẳng xấu. Bằng cách nhận thức xem thói quen ấy như thế nào mà chúng sẽ trở thành điểm mạnh hay điểm yếu của bạn. Chúng ta hãy thử tìm ra thứ bạn giỏi bằng cách trả lời 5 câu hỏi sau đây. Câu số 1. Từ trước đến giờ, những trải điểm nào khiến cho bạn cảm thấy hài lòng? Trải nghiệm khiến bạn hài lòng chính là kinh nghiệm hay thời gian mà bản thân bạn thấy vui vẻ. Tại sao chúng ta lại có thể biết về thứ mình giỏi bằng cách nhớ lại những kinh nghiệm vui vẻ ấy? Khi làm những thứ bạn giỏi, bạn sẽ rất vui và vì vui nên bạn không thấy mệt ngược lại càng làm tinh thần bạn sẽ lại càng vui tươi ví dụ như có người cảm thấy khỏe ra khi đi ăn với rất là nhiều người thì cũng có người khi một mình đọc sách trong phòng lại cảm thấy khỏe ra trái lại khi bạn làm những việc mình kém thì sẽ rất mệt mỏi vì cần phải chăm chỉ một cách có ý thức hơn nữa có những người mệt mỏi khi ăn uống với nhiều người thì cũng có người chán nản khi phải đọc sách một mình trong phòng Cách phân biệt thứ bạn giỏi và thứ bạn kém rất đơn giản. Thứ bạn giỏi là thứ bạn có thể cảm giác hài lòng khi làm chúng, còn thứ bạn kém là thứ mang lại cảm giác mệt mỏi khi bạn làm. Trước hết chúng ta hãy nắm thật chắc thứ bạn giỏi từ việc bản thân cảm thấy vui vẻ như thế nào, cảm thấy vui vẻ ra sao và khi nào. Câu hỏi số 2, gần đây bạn cảm thấy bực mình khó chịu là khi nào? Thứ bạn bực mình gần đây là gì? Thực ra là bạn có thể tìm thấy thứ bạn giỏi bằng cách nhớ lại những sự việc mà mình thấy bực mình. Lý do tại sao bạn lại cảm thấy bực bội và khó chịu trước hành động của người khác là do những việc mà bản thân mình có thể làm một cách đơn giản nhưng đối phương lại không thể làm được. Mọi người sẽ thấy khó chịu khi cảm thấy rằng sao có mỗi việc như thế mà không làm được nhỉ? Vì thế cho nên cáu kỉnh chính là cơ hội giúp bạn nhận ra thứ mình giỏi và đang làm một cách rất tự nhiên thật dễ dàng và thành công hơn khi bạn làm những việc mà người khác cảm thấy phát điên nhưng mình lại làm một cách rất tự nhiên. Câu hỏi số 3, hãy thử hỏi những người thân của mình câu, bạn nghĩ điểm mạnh của tôi là gì? Giống như đã trình bày ở trên, thứ bạn giỏi thường là những việc đương nhiên đối với bạn nên tự mình rất khó có thể nhận ra. Thế nên nhiều khi mọi người xung quanh nhìn thấy khá rõ, chỉ có bạn đang không nhận ra mà thôi. Câu số 4, nếu bạn nghỉ việc vào ngày mai, bạn muốn làm thêm phần nào? Nếu bạn đang không đi làm thì hãy nghĩ về công việc trước của bạn. Điểm mấu chốt ở đây đó là đừng suy nghĩ công việc chỉ là một khối duy nhất mà là sự kết hợp của nhiều thao tác khác nhau. Hầu như không có một công việc nào mà hoàn toàn mọi thứ bạn đang làm đều vui cả hay toàn bộ mọi thứ bạn đang làm đều chán cả. Công việc nào thì cũng có những điểm thú vị, những điểm chán của nó. Nếu bạn nghỉ việc vào ngày mai, bạn muốn làm thêm phần nào? Đó chính là thứ bạn giỏi, là phần mà bạn cảm thấy hài lòng khi làm. Ví dụ như một khách hàng của tôi, anh Ca, mặc dù rất ghét công việc hành chính phát sinh trong công việc, nhưng anh nói rằng tôi rất thích thời gian nói chuyện với khách hàng nên không muốn bỏ việc. Phải chăng nếu công việc của anh chủ yếu tập trung vào thời gian nói chuyện với khách hàng, anh Ca sẽ có thể tỏa sáng? Trong công việc bạn đang thấy chán hiện tại chắc chắn sẽ có những phần mà bạn cảm thấy vui, thứ bạn giỏi đang tiềm ẩn ở trong đó. Câu hỏi số 5 Cho đến nay bạn đã đạt được những gì trong cuộc sống, làm thế nào để bạn có được những thành quả ấy? Thực ra đây chính là câu hỏi quan trọng nhất. Quả đúng là để tìm ra điểm mạnh có thể sử dụng trong công việc thì cần phải nhìn lại những thành quả mà bạn đã đạt được từ trước đến giờ. Dù nói là trải nghiệm thành công đi chăng nữa, nhưng cũng không nhất thiết phải là những trải nghiệm mà bạn có thể cảm thấy kiêu hãnh, khoe khoang với người khác. Chỉ cần là việc bạn thoáng hiện ra trong đầu bạn khi thử suy nghĩ rằng trải nghiệm thành công của mình là gì ta. Bởi thứ thoáng hiện ra ấy phải là kinh nghiệm còn động lại mạnh trong ký ức và là trải nghiệm mà bạn có cảm xúc mãnh liệt lúc đó. Thứ bạn giỏi sẽ gắn liền với cảm xúc. Khi sử dụng sở trường, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hoặc hài lòng. Khi đó là sở đoạn, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng và bất an. Vì thế cho nên, nếu bạn đào sâu vào kinh nghiệm mà bạn thoáng hiện ra trong đầu, thì chắc chắn ở đó sẽ chứa điểm mạnh của bạn. Hãy sử dụng 8 góc nhìn sau để đào sâu vào những trải nghiệm thành công đó. 1. Bạn đã làm gì trước khi bước vào trạng thái thỏa mãn? Môi trường lúc đó có đặc điểm gì? Bạn đã thực hiện những hành động cụ thể nào? Bạn đã thực hiện những hành động ấy với những suy nghĩ gì? Bạn nhận thức được điều gì tại thời điểm đó? Điều gì đã trở thành nguồn động lực của bạn? Cảm giác thỏa mãn kết thúc khi nào? Bạn đã làm gì để tiếp tục duy trì nó? Tại thời điểm đó, bạn cảm thấy lẽ ra mình nên làm gì nữa? Bằng cách đào sâu vào trải nghiệm thành công của bạn với 8 góc nhìn này thì bạn sẽ tìm ra thật nhiều sở trường của mình. Sau khi suy nghĩ về 8 góc nhìn này thì hãy tổng hợp lại những sở trường mà bạn đã nhận ra từ chúng. Tổng hợp lại những điểm mạnh của mình rồi tạo ra bản hướng dẫn cho bản thân. Nào chúng ta hãy cùng tổng hợp lại điểm mạnh mà mình đã tìm thấy trong quá trình trả lời các câu hỏi ở trên, đó chính là bản hướng dẫn sử dụng của bạn. Điều bạn muốn làm cần phải liên quan tới những điểm mạnh này, nếu không thì dù bạn có thích đến mấy đi chăng nữa thì việc đó cũng không phải là việc bạn muốn làm. Tôi thích thấu hiểu bản thân nhưng tôi không giỏi tiếp xúc với những người đang cảm thấy tiêu cực. Vì thế cho nên thay vì động viên những người đang suy nghĩ tích cực, tôi đang hỗ trợ những người đang cảm thấy muốn phát huy hơn nữa khả năng của mình. Trước tiên bạn hãy tổng hợp lại tất cả những điểm mạnh mà bạn đã biết từ xưa đến nay để có thể giao thoa thành việc bạn muốn làm. Tối thiểu là 10 điều, tốt hơn là có thể viết ra 20 điều nếu như bạn muốn. Càng nhiều hình thức sử dụng sở trường thì bạn sẽ có thể hành động phát huy được tài năng của bản thân cho dù là trong hoàn cảnh nào và bạn cũng sẽ học được sự tự tin. Nếu có điểm mạnh này, bản thân bạn sẽ đạt được bất cứ mục tiêu gì. Như vậy chúng ta đã vừa đọc xong phần tóm tắt nội dung mà mình tổng hợp được trong cuốn sách Yaritai Kutono Mitsuke Kata nói về thứ bạn giỏi. Định nghĩa thứ bạn giỏi vô cùng đơn giản trong cuốn sách này. Nó chỉ đơn giản như là những thói quen của bản thân, thực hiện nó trong vô thức. Định nghĩa này chúng mình có thể cảm nhận được rằng nhiều khi có những thứ tưởng chừng như là điểm yếu lại trở thành những thứ bạn giỏi. Hãy biết tận dụng và sử dụng những thói quen, những điều mà bạn làm trong vô thức để biến nó trở thành những thứ bạn giỏi, bởi những thứ bạn giỏi chỉ đơn thuần là những thói quen làm trong vô thức mà thôi. Người khác thì cảm thấy việc đó rất khó khăn, nhưng bạn lại cảm thấy việc đó vô cùng bình thường. Hãy phát huy nó và cùng vận dụng nó với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng tròn số 3, đó là điều mà bạn thích đó cũng là vòng tròn cuối cùng để có thể giao thoa giữa ba vòng tròn tìm ra được việc mình muốn làm nhất các bạn hãy đăng ký kênh và đón nhận những video tiếp theo của Hồng Lê Thị nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn Zane